Trong bối cảnh thị trường ô tô ngưng trệ do tác động từ đại dịch Covid-19, để cải thiện doanh số và giảm hàng tồn, nhiều hãng xe, đại lý ô tô đã lao vào cuộc đua tranh giảm giá bán, tăng ưu đãi hòng thu hút khách hàng. Trong đó, đáng chú ý có cả những mẫu xe ăn khách với mức giảm lên tới cả 100 triệu đồng. Sau đây là năm màn giảm giá ô tô sốc nhất thị trường Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021. BMW 2018 Grand Tourer giảm đến 250 triệu đồng. Đầu tiên, màn khuyến mãi sốc nhất thị trường phải kể đến diễn ra hồi tháng 2 năm 2021 khi mẫu xe gia đình hạng sang BMW 2018 Grand Tourer bất ngờ được Tago Auto công bố giảm giá cao nhất lên đến 250 triệu đồng. Cụ thể, hai phiên bản 2018 Grand Tourer cũ và 2018 Grand Tourer LCI đều giảm giá mạnh lần lượt từ 1,249 tỷ đồng xuống còn 990 triệu đồng và 1,299 tỷ đồng xuống còn 1,169 tỷ đồng. Những chiếc BMW 2018 Grand Tourer đang được giảm giá khủng này đều là hàng tồn kho có năm sản xuất từ 2018 đến 2019. Mặc dù vậy, với mức giá khá hời, đây vẫn là cơ hội sở hữu những chiếc xe gia đình chất lượng dành cho khách hàng. Mazda CX-8 bản tiêu chuẩn giảm tới 120 triệu đồng. Một mẫu xe gia đình khác cũng có màn ưu đãi giá sốc là Mazda CX-8. Đầu tháng 4 vừa qua, phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này được các đại lý Mazda thông báo giảm giá chỉ còn 929 triệu đồng, giảm 70 triệu đồng so với mức giá niêm yết 999 triệu đồng. Ngoài ra, đại lý còn tặng gói nâng cấp bộ phụ kiện trị giá 50 triệu đồng cho khách hàng mua xe. Như vậy, tính tổng cộng, giá trị ưu đãi đối với Mazda CX-8 phiên bản tiêu chuẩn lên đến 120 triệu đồng. Bên cạnh bản tiêu chuẩn Deluxe, các phiên bản còn lại của Mazda CX-8 cũng được giảm giá nhẹ, trong đó bản Luxury giảm 10 triệu đồng xuống còn 1,049 tỷ đồng, bản Premium giảm 10 triệu đồng xuống còn 1,249 tỷ đồng. Hyundai Santa Fe giảm giá đến 100 triệu đồng. Hyundai Santa Fe được nhiều đại lý ưu đãi giảm giá cực sốc trong tháng đầu của quý 2 năm 2021 với mức giảm dao động từ 80 đến 100 triệu đồng. Các phiên bản của Hyundai Santa Fe được áp dụng mức giảm giá thuộc bản cũ sản xuất chủ yếu trong năm 2020. Đây là động thái nhằm giúp đại lý đẩy hàng tồn kho trước khi phân phối Hyundai Santa Fe bản nâng cấp 2021. Bên cạnh giảm giá bán, khách mua Hyundai Santa Fe trong thời gian áp dụng ưu đãi còn được tặng các phụ kiện như phim cách nhiệt, camera hành trình hay tấm lót sàn, tùy vào từng đại lý. Honda CR-V giảm 160 triệu đồng. Một mẫu xe nữa cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi được đại lý áp dụng mức giảm giá khủng là Honda CR-V. Cụ thể, trong tháng 6 năm 2021, trước tình hình khó khăn của đại dịch Covid-19 cũng như sức ép từ các mẫu xe đối thủ, Honda CR-V được đại lý giảm giá lên tới 160 triệu đồng. Trong đó, người mua được tặng tiền mặt từ 100 đến 110 triệu đồng, cùng gói phụ kiện từ 50 đến 60 triệu đồng, áp dụng cho cả 3 phiên bản E, G và L, không bao gồm phiên bản đặc biệt L, S, E. Kia Cerato giảm giá kỷ lục. Cái tên cuối cùng trong top 5 mẫu ô tô giảm giá sốc nhất nửa đầu năm 2021 chính là Kia Cerato. Cụ thể, trong tháng 6, khách hàng mua Kia Cerato được hưởng ưu đãi lên đến 65 triệu đồng, áp dụng tùy từng phiên bản và khu vực cụ thể, tương đương với mức giảm 100% lệ phí trước bạ. Thực tế, số tiền này chẳng ăn thua nếu so với những màn giảm giá sốc đến hàng trăm triệu đồng của các mẫu xe khác. Tuy nhiên, với mẫu xe đang ăn khách như Kia Cerato thực sự là một bất ngờ. Bởi với màn ưu đãi giá này, Kia Cerato trở thành mẫu sedan hạng C có giá lăn bánh hấp dẫn nhất, chỉ từ 499 triệu đồng. Mức giá thậm chí thấp hơn nhiều phiên bản cao cấp của một số mẫu sedan hạng B, dù Kia Cerato tại Việt Nam được định vị ở phân khúc C sedan. Bên cạnh những mẫu xe kể trên, thị trường ô tô Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021 còn chứng kiến rất nhiều màn giảm giá khác đến từ hàng loạt thương hiệu ô tô. Điều này phần nào phản ánh những khó khăn mà các doanh nghiệp đại lý ô tô đang phải đối mặt, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp.